Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức mới cập nhật của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam hôm nay. Đêm 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư thăm hỏi gửi đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây là toàn văn thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thư thăm hỏi. Kính gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ trước những mất mát đau thương gửi lời chia buồn đến gia đình của những người bị nạn. Tôi hoàn ngành và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Tôi đề nghị các ngành các cấp khẩn trương các phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Nhân đây, tôi đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Thân ái, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Công an Hà Nội thông tin có 70 người mắc kẹt trong vụ cháy trung cư mini được giải cứu, đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Các nạn nhân vụ cháy hiện đang được các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông tích cực cứu chữa. Nhiều trường hợp chấn thương nặng đã được xử trí cấp cứu kịp thời. Bởi vì nạn nhân hoảng loạn và chạy và nhảy xuống từ trên cao xuống, do vậy thì đi kèm với ngộ độc khí là bệnh nhân có đa chấn thương, chúng tôi nhận định đây có thể còn xuất hiện các cái tổn thương uh, kèm theo và sau này ví dụ như là những cái chấn thương kín và sau này bệnh nhân mới bộc lộ do vậy thì bệnh viện đang đang giả soát từng bệnh nhân với các bác sĩ chuyên khoa sâu khám chiếu chụp một cách chi tiết để chẩn đoán để tránh bỏ sót các cái tổn thương trên từng bệnh nhân một. Chị LTG nạn nhân của vụ cháy hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đống Đa. Trao đổi về tình hình sức khỏe của chị, Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyên, khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đống Đa cho biết, hiện bệnh nhân đã ổn định dần. Hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận được bệnh nhân và sau khi em được bên cấp cứu đưa đến với tình trạng là bắt đầu là tức ngực khó thở, có dấu hiệu của một bệnh nhân ngộ độc khí CO cấp. Sau khi tiếp nhận thì chúng tôi đã cố gắng tích cực cho bệnh nhân thở oxy cùng với động viên tinh thần, chuyển thêm các thuốc để làm ổn định chủ yếu là ổn định tinh thần. Hiện tại thì bệnh nhân cũng bắt đầu có thở đỡ khó thở hơn đỡ tức thực hơn và tình trạng bắt đầu giờ đi vào ổn định dần từ lúc sáng nay tôi nghe tin vào đến đây thì được cái là được sự chăm sóc của bệnh viện rất chú đáo thứ nhất cái thứ hai là được các cơ quan chính quyền cũng đến thăm hỏi cháu đến nơi đến chốn và bệnh tình của cháu thì bây giờ là cháu cũng vẫn còn đang hơi mệt cho nên là đang phải ở đây để điều trị cho nó khắc phục dần dần. Tôi nói thật ra thay mặt gia đình cũng không biết nói gì ơn, cảm ơn tất cả các cơ quan đoàn thể đã có lòng quan tâm đến con và cháu thì tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người. Vụ cháy trung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân xảy ra vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, một tum là nơi cư trú của khoảng 150 người ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy lãnh đạo thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan của thành phố hà nội đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn đồng thời đã đến động viên thăm hỏi và tặng quà các nạn nhân người nhà nạn nhân các chiến sĩ cảnh sát bị thương khi thực hiện nhiệm vụ các y bác sĩ đang chăm sóc cho các nạn nhân Liên quan đến vấn đề bảo hiểm sau vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi hiệp hội bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo công văn này, vụ cháy chung cư tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ phường Khương Đình quận Thanh Xuân Hà Nội sau ngày 12 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Cục quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu gửi báo trước ngày 19 tháng 9. Năm nay trong đợt tuyển sinh đại học đầu tiên có tới 20% thí sinh đỗ đại học nhưng không đăng ký nhập học, nhiều trường đã thông báo xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu trong 12 ngành đào tạo phân hiệu tại Vĩnh Long. Nhiều ngành trong số này phải mở rộng phạm vi tuyển sinh cả nước thay vì chỉ tập trung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như trước. Năm nào tí phân hiệu tại Vĩnh Long của nhà trường cũng phải tuyển bổ sung. Trong số hơn 100 trường thông báo xét tuyển bổ sung ngoài những gương mặt cũ, năm nay xuất hiện cả những trường tốt trên. Thậm chí là các ngành tuyển bổ sung của các trường này lại là những ngành vốn được xem là hấp dẫn như khối ngành như sức khỏe, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh. Mặc dù năm nay các trường xét tuyển bổ sung từ sớm, trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt 1, thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu mức điểm xét tuyển bổ sung, thế nhưng số lượng thí sinh tham gia là không nhiều. Điều này cũng đã được các chuyên gia dự báo từ trước, dù có đến 20% thí sinh từ chối nhập học trong đợt 1. Theo các chuyên gia, dù thí sinh tham gia xét tuyển ở đợt nào thì nguyên tắc chọn ngành và chọn trường vẫn là ngành muốn học và thích học. Những thí sinh không trúng tuyển bổ sung không được quay về các trường đã trúng tuyển đợt 1 để nhập học. Bệnh đau mắt đỏ vẫn đang lây lan nhanh tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bình Phước, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có rất nhiều em nhỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca đau mắt đỏ dưới 16 tuổi chiếm gần 25%. Tại Đà Nẵng đã có hơn 22.000 trường hợp đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện mắt Đà Nẵng từ đầu tháng 9 đến nay và hơn một nửa trong số đó là trẻ em. Tại Hà Tĩnh có tới hơn 5.600 người tại huyện Hương Khê bị đau mắt đỏ, trong đó hơn một nửa là học sinh và giáo viên. Tại Cần Thơ trong 2 ngày gần đây, số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện mắt tăng đột biến. Mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 50 người bệnh bị đau mắt đỏ. Các bệnh nhân đến từ các quận huyện trên địa bàn và các tỉnh lân cận như là Vĩnh Long, Hậu Giang. Ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu từ một trường hợp học sinh bị đau mắt đỏ ngày 10 tháng 9 vừa qua, chỉ sau một ngày, một trường tiểu học ở thành phố này đã ghi nhận hơn 100 em mắc. Nhà trường phải cho các em học sinh nghỉ học, đồng thời phối hợp với trạm y tế phường phun khử khuẩn các lớp học. Đội quản lý thị trường số 22 vừa phối hợp với đội 7 Công an kinh tế thành phố Hà Nội kiểm tra, thu giữ một lượng lớn bánh trung thu nhập lậu đang được bày bán tại Hà Nội. Kiểm tra địa điểm kinh doanh tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ hơn hàng trăm nghìn sản phẩm bánh trung thu được bày bán tại đây đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh các mặt hàng này. Lực lượng chức năng xác định toàn bộ số bánh trung thu này là hàng lậu và tiến hành tạm giữ, tổng giá trị hàng hóa gần 200 triệu đồng. Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô cho biết, trước đó đội quản lý thị trường số 9 cũng đã phối hợp với công an quận Tây Hồ phát hiện và tạm giữ trên 800 chiếc bánh trung thu nhãn chữ nước ngoài do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Số hàng hóa này đang được xếp lên xe máy để mang đi tiêu thụ. Sau đây là bốn mẹo kéo dài tuổi thọ cực tiết kiệm mà các bạn nên thử. Đầu tiên là uống trà thảo dược không cần phải chi trả cho những thực phẩm hữu cơ đắt tiền mới giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, một số loại trà thảo dược đơn giản, giá thành vừa phải cũng có thể đem lại hiệu quả tăng cường sức khỏe. Theo đàn BSN, người tiên phong trong nghiên cứu về vùng xanh, những nơi mà người dân có thể sống cao tới 100 tuổi, có một số cách để kéo dài tuổi thọ mà lại không tốn kém. Tại Ikaria, Hy Lạp, BSN nhận định thấy Super Ares, những người cao tuổi khỏe mạnh thích trà thảo dược làm từ các loại thảo mộc phổ thông như là cây xô thơm, hương thảo hoặc là cẩm quỳ. Theo Ben Medicine, thực vật được sử dụng trong trà thảo dược thường chứa chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm và các vi chất dinh dưỡng khác giúp cải thiện đường tiêu hóa, huyết áp và mức cholesterol. Thứ hai, ăn nhiều đậu. Không giống như chế độ ăn keto, cư dân ở vùng xanh thích ăn nhiều cáp, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và các loại thực vật giàu tinh bột như là khoai lang. Bên cạnh đó, đậu là một loại thực phẩm phổ biến với lượng dinh dưỡng dồi dào được ưa chuộng tại đây. Chúng cung cấp một lượng chất xơ ổn định, giúp cải thiện đường tiêu hóa và lượng đường huyết, đồng thời ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đậu là thành phần chủ yếu trong chế độ ăn ở Địa Trung Hải truyền thống ở vùng xanh của Hy Lạp và Ý. Ở những khu vực như là Costa Rica, đậu thường được trồng và ăn cùng với ngô, bí được gọi là ba chị em, cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh với tất cả các axit amin thiết yếu. Thứ ba, đi bộ nhiều có nhiều nghiên cứu cho thấy là tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của con người khi về già. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể duy trì thói quen này. Theo Bunnner, một trong những yếu tố phổ biến tại các vùng xanh là cư dân ở đây tập thể dục hàng ngày chỉ bằng cách là đi bộ. Nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, bệnh tim, ung thư và tử vong sớm. Thứ tư, dành thời gian với bạn bè và gia đình Nghiên cứu cho thấy là một trong những cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe và tâm trạng mà không cần dùng một xu nào, đó là xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cô đơn được coi là một căn bệnh có thể khiến bạn mất đi 15 năm tuổi thọ và việc tạo dựng duy trì các mối quan hệ có thể giúp ngăn chặn, giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tin mới của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.